Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình Android bằng Kotlin bài 22 Mảng 2 chiều trong Kotlin Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm mảng 2 chiều Thì mảng 2 chiều hay còn gọi là ma trận Là tập hợp nhiều mảng một chiều có cùng kích thước Thì ở buổi hôm trước các bạn đã học về mảng một chiều rồi Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy này Ở đây chúng ta có là một cái mảng một chiều ở đây 7 này, 2, 9, 0 Là mảng một chiều có 4 phần tử Đúng không? Ở dưới này chúng ta có một mảng một chiều khác là 9 5 4 1 cũng là một mảng một chiều có 4 phần tử. Dưới này cũng vậy, như vậy chúng ta ghép ba cái mảng một chiều có 4 phần tử thì tạo thành một cái ma trận như ví dụ này, đúng không? Thì từng cái mảng một chiều thực chất nó là từng dòng một. Còn các phần tử thì nó sẽ nằm trên các cái cột. Thì index dòng và cột các bạn nhớ là chúng ta vẫn bắt đầu từ 0 nhá. Index dòng này từ 0 này, dòng 0 này, dòng 1 này, dòng 2 này, có ít nhất cột này, cột 1 không này, cột 1 này, cột 2 này, và cột 3 này. Phần 2 là khai báo mảng hai chiều. Thì cái cấu trúc của khai báo mảng hai chiều thì nhìn nó hơi dài một chút. Tuy nhiên là chúng ta phải nhớ thôi, chả còn cách nào khác cả. Mình cũng có nốt các cái phần để các bạn hiểu là nó đang diễn tả cái gì để chúng ta làm quen thôi. Còn sau này các bạn khai báo nhiều thì nó cũng thành thói quen thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có là va dấu cách tên mảng này, hai chấm, array và nó truyền vào kiểu dữ liệu ở đây chúng ta sẽ cho vào là kiểu mảng và kiểu nguyên đúng không hoặc là kiểu mảng float đây mảng float ở dưới này đó băng này array này chúng ta mở hoặc ra và truyền vào số hàng số hàng chính là số dòng vừa nãy của chúng ta xem ấy tiếp theo là chúng ta sẽ mở hoặc nhọn ra lại lặp lại cái kiểu dữ liệu và chúng ta mở hoặc tròn ra truyền vào số cột Đấy. nhìn cú pháp thì nó là ngoằng thế này nhưng mà chúng ta cứ làm nhiều chúng ta thành thói quen thôi nhớ nhá các bạn mở IntelliJ này chuột phải vào src new coding file file hôm nay là bài 22 mươi hai ma trận meta tab khai báo mảng và dùng cách tên mảng hai chấm này array sau chúng ta mở hoặc nhọn ra truyền vào cái kiểu dữ liệu của cái mảng này đúng không ạ? In array hoặc là float array hoặc double array. Float này, bạn gõ này, đấy không? In array bằng array. Đó các bạn thấy nó gợi ý sai đi không? Sai à? Thế các bạn sẽ nhập vào cái kích cỡ của mảng hay nói khác là số hàng đấy. Chẳng hạn như các bạn nhập vào là 3 hàng phẩy một cái. Thì tiếp theo là nó sẽ là kiểu in array này các bạn mở nhọn ra nhá này mở nhọn này tôi nhập vào là in array đó thì nó tự động mở ngoặc tròn ra cho các bạn truyền vào cái số cột bốn cột ba hàng bốn cột đúng không? thì cấu trúc của nó như này chúng ta cứ khai báo nhiều kể cả bạn quên các bạn nhìn lại lý thuyết không sao cả nhá nó khó nhớ thì chúng ta không cần nhớ mà khi nào chúng ta dùng thì chúng ta mở lý thuyết ra chúng ta xem thôi không? các bạn làm nhiều nó mới nhớ được chúng ta không cần phải thuộc lòng cái này đâu biết là từng thằng này có chức năng là gì là được. Tóm lại là cái dòng này chúng ta khai báo một cái ma trận có 3 hàng và 4 cột. Các phần tử của nó sẽ là nguyên Thì thôi. Ở tương ứng như thế chúng ta có thể khai báo là kiểu lót array, các bạn tự khai báo nhá. Sang phần 3, khởi tạo mảng ngẫu nhiên. Thì trong phần này đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái index của phần tử ở trong mảng hai chiều đã. Các bạn nhìn ở đây chúng ta có dòng này. Và cột dọc đây đúng không? Thì các bạn để ý thấy là index dòng chúng ta bắt đầu 0 này, 0 1 2, cột cũng thế, 0 1 2 3. Thì vị trí của một phần tử, giả sử như phần tử 4 ở đây này. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta tìm được vị trí? Các bạn giống dòng này. Các bạn thấy đây là dòng 1 đúng không? Thì các bạn thấy là m tại 1 không? Cột 2 thì m tại 1 2. Thì đây chính là cái vị trí index của phần tử nằm trong mảng 2 chiều. Tương tự hàng 6 này này, nó có m là tại 2 3, thấy chưa? Dòng 2, thấy chưa? Và cột 3. Tóm lại cứ giống như này thì sẽ ra được index của phần tử nằm ở trong mảng Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải duyệt vòng for để chúng ta gọi index ra và chúng ta thay từng phần tử trong mảng đó bằng cái giá trị ngẫu nhiên đây này. bây giờ các bạn thử nhá. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng luôn cái mảng mà chúng ta vừa khai báo đây để gắn giá trị ngẫu nhiên cho nó nhá. Tạo một đối tượng ngẫu nhiên var rd bằng random ngoặc đi rồi bây giờ chúng ta biết rằng là cái gì m chấm in đi à, chúng ta print thử này print m chấm in đi mảng một chiều các bạn gặp cái này rồi đúng không m chấm in đi thì nó sẽ trả về cái đoạn đúng không ạ đoạn từ đâu đến đâu đây nhìn này các bạn thấy là nó trả về giá trị là từ 0 cho đến 2 tức là nó chạy theo hàng đúng không ạ hàng chúng ta đang bằng 3 này thì bây giờ nó chạy từ 0 đến 2 M.ID nó sẽ chạy theo hàng từ 0 đến 2 hàng 0 hàng 1 và hàng 2 kích cỡ của hàng sẽ là 3 đúng chưa bây giờ duyệt for này for i in m.ind để chúng ta chạy theo hàng trước rồi vòng chọn của for này print for i này thì lúc này thằng i sẽ chạy từ 0 cho đến 2 ăn thử nhá 0 1 2 đây chỉ số của hàng Bây giờ chúng ta biết rằng là mỗi một cái dòng này thì nó là một ma trận một chiều. À, các bạn sẽ duyệt từng phần tử của ma trận một chiều này nhá. O này. G in M tại Y. Đấy, chúng ta chạy từng dòng một đúng không? chấm in đi. Bây giờ các bạn sẽ in ra print, print thường thôi nhá, không phải print line này, print ra thằng Y này. đô la Y, đô la z. và cách nhau một tab là sượt T. Các bạn sẽ in ra thằng easy kiểu như này để các bạn nhìn nhá. Và kết thúc vòng for này bạn enter xuống dòng này. Kết thúc vòng for các bạn sử dụng print line để xuống dòng. Để chúng ta chạy từng dòng một này. In ra easy là vị trí index này. Sau đó chúng ta xuống dòng. Print line này nó sẽ nằm tương ứng với thằng for này nhá. Để kết thúc mỗi dòng thì chúng ta xuống dòng thôi nhá. Ở trên này chúng ta sử dụng print thường không phải print line nhá. Để ý cái này. Không là các bạn xuất ra nó sẽ bị lệch hàng đấy. Chạy này. Đấy các bạn nhìn thấy cái ma trận chúng ta chưa? Index này 00 01 02 03. Đây là hàng đầu tiên, index của nó bằng 0. Giá trị y tương ứng ạ? y bằng 0, z 0 này, y bằng 0, z 1 này, nó là hàng đầu tiên mà. Tiếp theo là hàng thứ hai thì index bằng 1. y bằng 1, z 0 này, 11 12 13. Đó. Thì như thế này thì các bạn đã có được vị trí index rồi, đúng không? Bây giờ nếu như các bạn muốn gì lấy được cái giá trị của Easy thì chúng ta chỉ cần đây mỏng nhọn đây bước thằng này vào đây nhá đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần gọi thằng m tại Easy ra thôi đúng không m tại y g và chúng ta gắn giá trị thôi bằng rd chấm next in chẳng hạn như các bạn chạy từ 0 cho đến 50 thì nhập vào đây là 51 đúng không đó thì ban đầu toàn bộ giá trị của nó sẽ bằng 0. Sau đó các bạn gọi vị trí index ra và thay đổi giá trị cho nó. Được chưa? Nó sẽ thành như này. Chúng ta sẽ ẩn cái này đi nhá. Không cần ngay nữa. Cái này để giải thích cho các bạn là in ra được cái vị trí index thôi. Mục đích chúng ta chạy y in m, in indi là ra chỉ số hàng. j.m tại i indi ra chỉ số cột. Và chúng ta sẽ xuất ra được tại vị trí ij này này, nó tương ứng này. Đó. Và chúng ta sẽ gọi cái m tại ij ra để chúng ta gán giá trị, được chưa? Cái này bỏ đi không cần này. Cái này cũng không cần này. như vậy là chúng ta đã tạo ra một bảng ngẫu nhiên rồi. bây giờ nếu các bạn muốn xuất từng phần tử thì chúng ta làm nào? Xuất xuất một phần tử nhé. Thì chúng ta chỉ cần gì print line này. Gọi ra cái vị trí y, easy thôi. M index 0 này. 0 này. Đấy. Phần tử tại 00 đúng không? Anh cho D này. 01 này ăn cho D này 02 này Đó. M tại 00 M tại 01 và M tại 02 để thử nhé con thấy là phần tử chúng ta M tại 00 tạo ngẫu nhiên thì nó bằng 8 01 thì bằng 6 02 thì bằng 49 ở đây là cái phần tử chúng ta truy xuất qua vị trí easy còn nếu mà chúng ta muốn xuất mảng xuất cả mảng luôn ấy thì chúng ta sẽ lại sử dụng for để ta duyệt thôi nó sẽ giống cái phòng for bên trên này Có phòng for bên trên này xuống nhá Rồi Bây giờ chúng ta không phải gán nữa đúng không ạ Chúng ta chỉ xuất thôi Thì ở đây này Chúng ta xóa lại cái này này Run Thì các bạn thấy là khi chúng ta sử dụng vòng for chạy y M indy thì chạy chỉ số hàng này M tại y chấm indy chạy chỉ số cột này Và xuất ra easy Thì chúng ta sẽ xuất được cái vị trí index Đúng không? Bây giờ Chúng ta chỉ cần gọi là M tại vị trí index này ra thôi Thì có phải là các bạn sẽ xuất được Là cái giá trị tại vị trí index đó không? Đúng không? Thay vì chúng ta đô la gì, đô la gì, y thế này Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất là thằng M3 đúng không ạ? Thằng M Mảng này là mảng M đúng không? Ok Đô la này Nó là một biểu thức chúng ta phải để trong ngoặc nhọn M tại y gì, đúng không? M tại y này Z này đó, và cách nhau một cái sược T. Đấy. Thay vì chúng ta xuất ra easy để ra vị trí index thì chúng ta xuất ra M tại easy Nó giống cái thằng này này, đúng không ạ? M tại 02, 01, 02 này. Thì khi các bạn dùng M tại easy thì nó tự động nó truy xuất đến thằng index này và nó xuất ra giá trị thôi. Run này. Các bạn nào mà học lần đầu thì có vẻ là sẽ hơi rối Nhưng các bạn học lâu rồi thì các bạn quen thôi, đúng không ạ? Các bạn nhìn theo, chúng ta được giá trị mảng ngẫu nhiên này, 7, mươi 29 này, vân vân Có 3 hàng, một hàng, 2 hàng, ba hàng đúng không và bốn cột chạy lại này thì nó lại nhảy này đó các bạn thấy không mỗi lần chúng ta chạy lại thì nó lại thay đổi bởi vì nó là phần tử ngẫu nhiên đó, thì bản chất là chúng ta chạy easy ở trên này chúng ta chạy easy và chúng ta mỗi một cái chỉ số hàng cột đó chúng ta lại gắn một phần tử ngẫu nhiên đúng không nên nó ra cái đống này bên dưới này thì chúng ta là xuất mảng cũng phải duyệt qua hàng qua cột và chúng ta xuất mờ tại vị trí easy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức trong ngày hôm nay để các bạn tiện ôn tập bài học ngày hôm nay thì khá là khó đối với những bạn mới tiếp xúc lần đầu chúng ta sẽ thấy hơi bối rối bỡ ngỡ với kiến thức này nhưng mà tuy nhiên là các bạn không cần thuộc các bạn chỉ cần xem lại bài giảng khi chúng ta quên cấu trúc thôi cứ làm nhiều lần nó khác nhớ đặc biệt nhất trong bài này chính là phần khởi tạo mảng ngẫu nhiên các bạn phải hiểu bản chất vấn đề chúng ta truy xuất đến từng vị trí index để chúng ta gán giá trị ngẫu nhiên và chúng ta xuất mảng hai chiều đúng không ạ thì bản chất chúng ta vẫn là gì truy xuất đến index và chúng ta gọi phần tử m3 tại easy thôi đây này gọi m3 tại vị trí easy để chúng ta xuất mảng thôi hãy làm lại nhiều lần cái này nhá chúc các bạn có một buổi học hiệu quả cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi